Xin chào quý vị khán giả đang theo dõi trên hệ sinh thái thể thao của VTV Cup. Chúng ta sẽ cùng nhau chuẩn bị đến với trận tứ kết nam vòng chung kết giải bóng chuyền vô địch quốc gia 2023 giữa Thể Công Tân Cảng và Hà Nội. Sau ngày hôm nay thì chúng ta sẽ xác định được 4 cái tên góp mặt ở vòng bán kết. Trong hai trận tứ kết đã diễn ra vào hôm qua thì Sanet Khánh Hòa và Biên Phòng, hai đội đã làm nên trận chung kết ở Cúp Hùng Vương, đã tiến vào vòng bán kết. Trọng tài 1 ở trận này là ông Nguyễn Minh Mẫn và trọng tài thứ 2 là ông Nguyễn Hồng Tính. Và chúng ta sẽ cùng nhau đi tìm những đối thủ của Sanet Khánh Hòa và Biên Phòng. Chúng ta sẽ đến với đội hình xuất phát của đội Hà Nội. Số 2 là Nguyễn Tiến Công, số 4 là Nguyễn Xuân Đức, số 6 Lý Văn Trường, số 9 Phạm Quang Thành, số 10 Đào Xuân Việt, số 11 Lê Đức Thuận, đội trưởng, và libero là vận động viên mang áo số 8 Nguyễn Văn Vũ. Huấn luyện viên trưởng là ông Nguyễn Hữu Trường. Hà Nội là đội đã giành hạng 3 ở giải bóng chuyền vô địch quốc gia năm ngoái. Còn đây sẽ là đội hình của cao thủ Thể Công Tân Cảng. Số 1 là Phạm Mạnh Tài, số 5 Nguyễn Văn Quốc Duy, số 7 Nguyễn Văn Nam, số 10 là ngoại binh Kitty H, số 11 Nguyễn Vũ Hoàng, số 14 Phan Công Đức và số 6 là libero Vũ Văn Cao. Huấn luyện viên của Thể Công Tân Cảng là ông Thái Anh Văn. Trang phục thi đấu của hai đội hơi trùng màu một chút. Hà Nội là đội mặc trang phục màu xanh, còn các cầu thủ Thể Công Tân Cảng thì cũng là xanh nhưng có pha một chút đỏ. Thể Công Tân Cảng sẽ là đội phát bóng trước. Bước một chưa tốt cho lắm. Cơ hội tấn công dành cho Thể Công Tân Cảng. Những xử lý tốt ở khu vực vị trí số 2 của Nguyễn Văn Quốc Duy. Đường chuyền không thật đẹp nhưng tuyển thủ quốc gia Nguyễn Văn Quốc Duy đã ứng biến rất hay. Pha tấn công tốt và điểm được ghi từ Lý Văn Trường. Tài trẻ này là niềm hy vọng mới của Hà Nội, một người vẫn còn thi đấu ở các cấp độ giải trẻ nhưng đã trở thành một cái tên rất quan trọng ở đội hình 1. Đập rúc chắn của Nguyễn Văn Quốc Duy. Điểm cho Thể Công Tân Cảng. Người phát bóng là Xuân Việt. Phát bóng tấn công quá mạnh. Trong buổi chiều ngày hôm nay thì trên hệ sinh thái thể thao của VTV Cup, chúng ta sẽ có 4 trận tứ kết ở các nội dung nam và nữ của vòng chung kết giải bóng chuyền vô địch quốc gia. Phá chắn bóng tốt. Giáp chắn rất nhanh và điểm được ghi cho Hà Nội. Ở hai trận tứ kết nam thì Thể Công Tân Cảng gặp Hà Nội vào lúc 17 giờ là trận đấu chúng ta đang theo dõi. Và dự kiến vào lúc 19:30 sẽ là trận đấu giữa Ninh Bình LP Bank và Hà Tĩnh.
được một rất hay và tình huống đập chồng tốt. Điểm được ghi từ số 7 của thể công Tân Cảng là Nguyễn Văn Nam. Đội trưởng Lê Đức Thuận sẽ là người phát bóng. Cũng là một pha triển khai tấn công rất tốt. Điểm cho Hà Nội. Tỷ số là 5-3. Đường chuyền sau đầu hay và chỉ có chắn đơn. Nguyễn Văn Nam là người đã ghi điểm. Trong hai trận tứ kết vào buổi chiều ngày hôm nay thì thể công Tân Cảng và Ninh Bình được đánh giá cao hơn. Nhưng Hà Nội và Hà Tĩnh cũng hoàn toàn có thể tạo ra được bất ngờ. Pha đánh lao rất nhanh. Đào Xuân Việt là người đã ghi điểm cho Hà Nội. Trong trận đấu ngày hôm nay thì Hà Nội thiếu vắng số 3 Vũ Ngọc Hoàng do chấn thương, cũng là một mất mát rất đáng tiếc. Cú đập từ sau vạch 3m quyết định là một pha bỏ nhỏ không thành công, cũng là một tình huống tấn công từ hàng sau. Những trọng tài xác định bóng ngoài. Phía Hà Nội ra dấu cho huấn luyện viên Hữu Trường quyết định challenge. Quyền khiếu nại sẽ được Hà Nội sử dụng. Nhưng bóng ngoài rất nhiều. Một không tốt đã khiến cho pha triển khai tấn công của Hà Nội dễ dàng bị đọc vị. 6-6. Người đã không thể có cú đập thành công là Nguyễn Xuân Đức. Văn Nam phát bóng. Tiếp tục là một tình huống tỏa sáng của hàng chắn bên phía thể công Tân Cảng. Hai pha tấn công bất thành liên tiếp ở biên 4. Lần này là pha đánh chồng được triển khai khá tốt, nhưng hàng chắn của thể công Tân Cảng còn tốt hơn. Bước một hỏng và đó là tình huống trước thời cơ rất nhanh. Liệu Hà Nội có hội ý không? Nguyễn Tiến Công chính xác là vừa rồi thì Thanh Tùng là người đã chớp được cơ hội rất nhanh. Đường chuyền của Tiến Công và tấn công ở vị trí số 3. Bóng trúng vào tay chắn đi ra ngoài và Hà Nội ngắt được mạch điểm của thể công Tân Cảng. Tiến Công sẽ phát bóng. Thể công Tân Cảng sử dụng một ngoại binh người Thái Lan.
Còn Hà Nội không dùng ngoại binh. Và tấn công từ hàng sau rất uy lực. Đó là Nguyễn Văn Quốc Duy. Điểm được tính cho thể công 97. Hà Nội không sử dụng ngoại binh, nhưng đội bóng này được đánh giá cao nhờ một lực lượng đồng đều. Tình huống khá nhạy cảm. Có hai điều chúng ta phải suy xét là Lê Đức Thuận có chạm bóng hay không, và bóng trong hay ngoài. Như vậy là bóng trong. Cú đập bóng dính vạch của Nguyễn Văn Quốc Duy. Một trong những đối chuyền tốt nhất nhiều năm qua ở giải vô địch quốc gia. Mạnh Tài là người phát bóng cho thể công Tân Cảng. Hàng sau của thể công đã phản ứng rất nhanh. Và đây là cơ hội tấn công. Cú đập lách chắn rất khéo. Điểm được ghi từ ngoại binh người Thái Lan Kitty Hart. Kitty Hart sinh năm 1998. Một trong những vận động viên cũng thi đấu rất ổn định ở Thái Lịch. Dù cho ở cấp độ đội tuyển quốc gia thì anh chưa có nhiều cơ hội. Vẫn thủ được. Nhưng không. Đã có điểm cho Hà Nội. Một tình huống mà cây truyền 2 của Hà Nội là tiến công đã phải sửa bóng bằng một tay. Lại là hàng sau. Lần này thì Nguyễn Văn Quốc Duy đã không thể có điểm cho thể công Tân Cảng. 90. Đội thắng trong cặp đấu giữa thể công Tân Cảng và Hà Nội sẽ là đối thủ của Biên Phòng ở trận bán kết. Bóng bật tay chắn ra ngoài. Điểm lại được ghi từ Kitty Hart Nuwadi. Chủ công có chiều cao là 1m90. Kitty Hart Nuwadi cũng đã thi đấu tại vòng 1 cho thể công Tân Cảng và chơi rất ổn định. Vẫn còn cơ hội tấn công. Đường chuyền sau đầu. Bóng bật tay chắn văng ra rất xa. Và điểm được ghi cho Hà Nội. Vẫn đang là thế giằng co trong set đấu đầu tiên. Lê Đức Thuận có một cú đập ở tầm rất cao. Phát bóng hỏng rồi. Phát bóng bay quá dài. 12-10 cho thể công. Phát bóng
công không tốt của Kitty Hawk. Trong lịch sử giải bóng chuyền vô địch quốc gia thì thể công từng có 4 lần lên ngôi vào các năm 2005, 2007, 2014 và 2016. Công thành rất tốt, 12 đều. Còn lần gần nhất có một đại diện của Hà Nội vô địch giải bóng chuyền vô địch quốc gia nam là năm 2004 với đội Bưu điện Hà Nội. Còn thành tích tốt nhất của đội Hà Nội chính là hạng 3 năm ngoái. Phát bóng rất khó chịu nhưng Hà Nội vẫn còn cơ hội. Tình huống nhảy đập không có nhiều đà của Xuân Đức. Lúc này thì Hà Nội đang có một hàng trên khá mạnh. Bước một khó. Và khi những tình huống đỡ bước một không có được sự kiểm soát tốt thì đương nhiên là rất khó để triển khai tấn công. Hà Nội phải hội ý. Cú đánh ở vị trí quá khó của Lý Văn Trường. Quý vị khán giả đừng quên toàn bộ những diễn biến của vòng chung kết giải bóng chuyền vô địch quốc gia 2023 sẽ được phát sóng trực tiếp trên hệ sinh thái thể thao của VTV Cup. Cả nội dung nam và nữ, những trận tứ kết, bán kết và tất nhiên rồi là những trận đấu phân hạng nữa. Phòng ngự tốt nhưng vẫn là cơ hội tấn công cho thể công Tân Cảng. Bóng bật chắn văng ra ngoài. Và tấn công rất uy lực của Nguyễn Văn Quốc Duy. Đã nói thì thể công Tân Cảng đang có một cầu trên khá mạnh. Và tấn công nhanh ở vị trí số 3 không thành công. Bóng lại về với Hà Nội. Cú đập từ hàng sau, bóng lại bật chắn ra ngoài. Thế công Tân Cảng đang tăng tốc. Hoàng là người phát bóng hỏng. Điều quan trọng để Hà Nội giữ hy vọng trong trận đấu đầu tiên. Pha đánh trúng rất hay. Văn Nam ghi điểm 18-13. Thể sẽ là những cú phát bóng tấn công của Nguyễn Văn Quốc Duy. Từ đầu trận thì chúng ta chưa được chứng kiến một điểm ace nào. Được một rất tốt.
Một chân sau đầu không thành công. Và sẽ là Quốc Duy ở hàng sau, bỏ nhỏ rất hay. Hà Nội sẵn sàng giáp chắn đôi, nhưng Nguyễn Văn Quốc Duy đã xử lý rất tỉnh táo. Và xử lý bóng lỏng tay rất khéo của Nguyễn Văn Quốc Duy. Điểm cho Hà Nội. Và phát bóng tấn công luôn là con dao hai lưỡi. Với khoảng cách 19-14 thì thể công Tân Cảng hoàn toàn có cơ sở để tiếp tục thực hiện những cú phát bóng tấn công như trường hợp vừa rồi của Nguyễn Văn Quốc Duy. Bước một tốt, xử lý nhanh ở vị trí số 3 và điểm lại được ghi. Với chiều cao và sải tay thì Mạnh Tài vẫn có thể sửa được đường bóng vừa rồi. Cho đó cũng chưa thể coi là một pha đánh lao được triển khai một cách hoàn hảo. Chắn bóng tốt. Gặp chắn rất nhanh, 21-14. Công Đức là người tham gia vào pha bám chắn vừa rồi, cùng với cả Mạnh Tài. Tình huống bước 1 của Hà Nội vẫn đang gặp vấn đề, nhưng lần này thì đã có điểm. Quang Thành là người ghi điểm. Lợi thế rất lớn trong set đầu vẫn đang nghiêng về phía thể công Tân Cảng. Hàng sau, cú đập giúp chắn. Tiếp tục là điểm cho Hà Nội. Người ghi điểm là Đức Thuận. Thể công sử dụng quyền hội ý, thời điểm hợp lý để giảm sự hưng phấn của đối thủ khi mà các cầu thủ Hà Nội đã có 3 điểm liên tiếp. Sân nhưng bóng ngoài. Mạch điểm của Hà Nội vẫn đang được tiếp tục kéo lên con số 4. Hàng sau rất mạnh nhưng bóng vẫn ngoài. Cú đập của Nguyễn Văn Quốc Duy. Sau hội ý thì thể công Tân Cảng vẫn chưa thể ngắt được mạch điểm của đối thủ. Thủ vừa vào sân bên phía thể công Tân Cảng là Dương Đức Hải. Rất đáng tiếc cho Hà Nội. Một điểm số rất quan trọng đã bị đánh rơi. Cú phát bóng của Văn Thành. Thể công Tân Cảng cần 3 điểm nữa để có được set đầu tiên.
23-18. Tiếp tục là điểm cho thể công Tân Cảng. Tình huống để chạm lưới khi mà hai cầu thủ của Hà Nội đã không hiểu ý nhau. Phát bóng hỏng. 19-23. Rất tốt ở vị trí số 4. KTH lên tiếng. Sẽ có 5 set point cho thể công Tân Cảng. Và tấn công ở vị trí số 3. Sự tỉnh táo và điểm được ghi cho Quang Thành. Nhưng cơ hội rất lớn vẫn đang trong tay của thể công Tân Cảng để có được set đấu đầu tiên. Quang Thành phát bóng. Tiếp tục là biên 4. Và Nguyễn Văn Quốc Duy đã kết thúc set đấu đầu tiên. Chiến thắng cho thể công Tân Cảng với tỷ số 25-20. Đây là tình huống tấn công đầu tiên của Nguyễn Văn Quốc Duy ở biên 4. Thể công Tân Cảng đã có màn tăng tốc sau khi bước vào quãng nghỉ giữa set. Và lợi thế của họ được duy trì cách chắc chắn cho tới ngưỡng điểm 25. Và sẽ đến với set đấu thứ hai. Xuân Đức là người phát bóng cho Hà Nội. Bóng ngoài. Không thành công của số 4. Năm ngoái thì ở vòng tứ kết, các cầu thủ thể công đã để thua trước Vật Liệu Xây Dựng Bình Dương với tỷ số 2-3. Còn Hà Nội cũng với tỷ số được định đoạt sau 5 set thì có chiến thắng trước Thành phố Hồ Chí Minh. Và cũng chính Vật Liệu Xây Dựng Bình Dương là bại tướng của Hà Nội trong trận tranh hạng 3. Còn Tràng An Ninh Bình đã giành chức vô địch
sau chiến thắng trước Sanet Khánh Hòa ở chung kết. Được bật tay chắn ra ngoài, điểm cho thể công tất cả sau pha tấn công của Văn Nam. Rất nhanh, hai đều. Vậy thì những cú phát bóng của Hà Nội đang gặp vấn đề. Ba điểm của thể công Tân Cảng, đến lúc này thì hai điểm là những tình huống phát hỏng của Hà Nội. Trả điểm. Đập bóng bật tay trắng ra ngoài. Vẫn là thế giằng co quãng đầu set đấu. 5-3. Tốt. Phòng ngự rất hay từ hàng sau nhưng cơ hội tấn công vẫn còn. Quá tốt. Được uy lực của Xuân Đức. Và tấn công rất mạnh mẽ ở biên 4. Và hàng chắn của thể công Tân Cảng đã không kịp ứng biến. Chỉ có chắn đơn. Được một lỗi từ libero Văn Cao. Và cơ hội tấn công sẽ thuộc về Hà Nội. Tiếp tục là Xuân Đức. Trọng tài xác định bóng không trúng tay chắn. 6-4. Nhưng đây là quyết định khiếu nại chính xác. Bóng đã chạm tay chắn và điểm được tính cho Hà Nội. Challenge thành công đầu tiên của Hà Nội trong trận này. Trong set 1 thì hai lần challenge của họ đều không chính xác. Thủ hàng sau rất tốt. Vì vậy thì trọng tài đã bắt tình huống dính bóng. Vâng, như vậy không phải là dính bóng mà là hai lần chạm bóng của cầu thủ bên phía Hà Nội. Cú đập chéo sân. Tài xác định bóng vẫn ở trên giày. Điểm cho Hà Nội. Thể công quyết định khiếu nại.
nhưng bóng đúng là ở trong sân. Thế Công còn một quyền khiếu nại trong set đấu này. Cú đập từ hàng sau của Nguyễn Văn Quốc Duy. Muốn vào đà không thật sự như ý và bóng văng thẳng ra ngoài sân. Rất tốt. Cú đập chéo sân hoàn hảo. Lại là Kittithat. Kittithat có những tình huống tấn công rất tỉnh táo và bình tĩnh. Thường không phải là những cú đập hết lực, không phải là những cú đánh hết tay. Nhưng bóng luôn đi rất chính xác và có ý đồ. Và bỏ nhỏ hay. Điểm cho Hà Nội. Cho Hà Nội. Và đám trắng tuyệt hay. Ý đồ tấn công ở vị trí số 2 ở biên 4 đã bị bắt bài. Cho Hà Nội. Và đánh len không thành công nhưng vẫn còn cơ hội. Đường chuyền khó và Kittithat đã không thể qua được hàng chắn của Hà Nội. Hội ý là hợp lý khi mà Hà Nội đang chơi rất hưng phấn. Sử dụng ngoại binh nhưng Hà Nội vẫn có thể chơi rất tốt với một đội hình đồng đều và có sự gắn kết. Năm ngoái cũng với một đội hình không ngoại binh họ đã giành hạng 3. Có sự thay đổi ở vị trí chuyền 2 và điểm cho Thể Công. Lao trước trông sau, phải đánh rất hay. Điểm được ghi từ Kittithat. Phát bóng tấn công nhưng bước một tốt. Và cơ hội cho Hà Nội. Quá tốt. Lý Văn Trường lên tượng. 12-8. Văn Nam rất tốt. Đập trên chắn của Văn Nam.
tục là điểm cho Thể Công Tân Cảng. Họ đang chơi tốt hơn sau khi thay đổi vị trí chuyền hai. Đội trưởng Xuân Thanh vào sân. Và tinh thần của Thể Công Tân Cảng cũng được cải thiện đáng kể. Cú phát bóng lòng tay lỗi. Hoàng mắc sai lầm và điểm cho Thể Công. Xin lỗi quý vị, điểm cho Hà Nội. Nhã đề cập thì ở trận này Hà Nội thiếu vắng Vũ Ngọc Hoàng một cách rất đáng tiếc do chấn thương. Trong trận đấu với Vật Liệu Xây Dựng Bình Dương thì tuyển thủ quốc gia Vũ Ngọc Hoàng đã bị chấn thương ở tay phải. Trong một nỗ lực tấn công thì Ngọc Hoàng đã tiếp đất không tốt và thậm chí đã có những vấn đề về xương với số 3 của Hà Nội. Có một mất mát rất lớn và ảnh hưởng nhiều tới khả năng cạnh tranh của Hà Nội ở vòng chung kết của giải bóng chuyền vô địch quốc gia năm nay. Vẫn kịp cứu bóng bằng chân. Đường chuyền ra hàng sau. Và đó là Nguyễn Văn Quốc Duy. 12-13. Văn Quốc Duy đang mặc áo số 5 nhưng quần lại là số 9. Bóng ngoài. Ở trận chúng ta vẫn chưa được chứng kiến một điểm ace nào. Và đó là cú phát bóng hỏng thứ 3 của Nguyễn Văn Quốc Duy từ đầu trận. Được một không thực sự tốt. Và lại là hàng sau. Ý đồ quá lộ và có nhiều thời gian để hàng chắn của Hà Nội sẵn sàng cho pha tấn công của Nguyễn Văn Quốc Duy. Bám chắn tốt. Góc máy cho chúng ta thấy tình huống tấn công vừa rồi là khó như thế nào. Lúc này thì Thể Công Tân Cảng đã đòi lại điểm. 13-15. Tấn công nhanh của Văn Nam. Rất hay, một tình huống tấn công hàng sau từ vị trí số 3. Đường chuyền rất biến hóa. Chuyền hai Văn Thành đang chơi rất hay dù không có mặt trong đội hình xuất phát. Được một không thật như ý. Nhưng vừa rồi thì trọng tài chính xác định là bóng chạm tay chắn. Một vị trí khó thì Kitty Thát lại mang về điểm cho Thể Công Tân Cảng. Bên phía của Thể Công Tân Cảng thì đội trưởng Xuân Thanh lại được thay ra. Cây chuyền 2 đã thi đấu rất hay trong ít phút có mặt trên sân. Chúng ta sẽ chờ tình huống challenge này. Bóng không chạm chặt. Và một điểm rất quan trọng thuộc về cầu thủ Hà Nội. Mười bảy mười ba.
có điểm hay. Cú phát bóng bay rất khó chịu. Quyết định thu tay của Nguyễn Văn Nam. Những bóng dính vạch. Cơ hội lớn để Hà Nội gỡ hòa. Trong set 2 thì không có nhiều tình huống mà thể công Tân Cảng triển khai tấn công tốt. Phát bóng rút lưới. 14-18. Phát bóng hỏng của Xuân Việt. Nhưng lợi thế vẫn đang trong tay của Hà Nội. 4 điểm vào cuối set là một khoảng cách đáng kể. Được một hỏng. Bắt được một không tốt của Xuân Đức. Tay đập này có những pha tấn công rất uy lực. Những tình huống bắt bước một thì thiếu ổn định. Cú phát bóng của phụ công Mạnh Tài. Cũng có điểm ace cho thể công Tân Cảng. Lần này đến lượt hàng sau của Hà Nội mắc sai lầm. 16-18. Hai tình huống liên tiếp mà Xuân Đức không xử lý tốt những tình huống phát bóng về vị trí của mình. Vị trí số 5 của Xuân Đức bị khai thác trong những cú phát bóng vừa rồi. Tiếp tục là pha phát bóng của Mạnh Tài. Tiếp tục hướng tới Xuân Đức không? Lần này thì bước một tốt và pha tấn công từ hàng sau cũng là hoàn hảo. Lý Văn Trường với cú đánh rất uy lực mang về điểm số thứ 19 cho Hà Nội. Chuyền hai Văn Thành phát bóng. Kitty Thát, Xuân Đức phòng ngự tốt. Bóng khó. Và một quyết định an toàn được đưa ra. Lại là Kitty Thát. Cú đập rất mạnh của ngoại binh người Thái Lan. Mười bảy mười chín. Sự quyết đoán và một chút may mắn đã giúp cho Kitty Thát có điểm. Phát bóng của Phan Công Đức. Lý Văn Trường. Tình huống tranh chấp ở trên lưới và lại là Kitty Thát. 18-19. Tình huống giáp chắn rất nhanh của thể công Tân Cảng với Nguyễn Văn Quốc Duy và Vũ Hoàng. Lý Văn Trường không có cơ hội tốt để tấn công. Thể công Tân Cảng đang khai thác tối đa Kitty Thát. Và thời điểm quan trọng ở cuối set 2 thì giá trị của ngoại binh đang lên tiếng.
Hàng chắn của Hà Nội hoàn toàn mất phương hướng với tình huống đánh biên thu vừa rồi. Bỏ nhỏ không thành công. Và lại là Kitty thất. Nguyễn Văn Quốc Duy. Pha đẩy bóng rất tinh quái của Quốc Duy. 20-19, thể công Tân Cảng vượt lên. Đường chuyền hơi thấp một chút dành cho Kitty Thát. Nhưng sau những tình huống bóng 2 và bóng 3 thì vẫn có điểm cho thể công Tân Cảng. Ở điểm số vừa rồi thì phải nói là libero Phan Quý Chi, libero dự bị của thể công Tân Cảng, đã phản ứng rất nhanh để cứu được pha bóng bật lại từ tình huống bám chắn của Hà Nội. Từ lợi thế 18-14 thì giờ Hà Nội lại đang để cho thể công Tân Cảng dẫn điểm. Tình huống thủ tốt của Quý Chi. Kitty thất. Hà Nội rất cố gắng phòng ngự, nhưng bây giờ sẽ là cơ hội tấn công cho thể công Tân Cảng. Vẫn là ngoại binh người Thái Lan. 21-19. Cú đập rất cắm của Kitty thất. Tình huống tấn công lách chắn, như chúng ta đã nói với nhau, thì Kitty Thát thường không thực hiện những cú đập hết tay, nhưng những pha tấn công của anh luôn có ý đồ và được thực hiện một cách rất sắc bén. Lại hỏng rồi. Và cơ hội tấn công lại mở ra cho thể công Tân Cảng. Vẫn là Kitty Thát và vẫn là điểm cho thể công Tân Cảng. Hà Nội đang không có lời giải cho bài toán Kitty Thát Nugadi. Ở set đấu đầu tiên thì cầu thủ sinh năm 98 người Thái Lan không lên tiếng quá nhiều. Nhưng trong set 2, ở những thời điểm mà thể công Tân Cảng gặp khó khăn, thì giá trị của Kitty Thát đã được chứng minh. Và đẩy bóng chạm tay chắn và mang về điểm cho Hà Nội. Xử lý tỉnh táo của Lý Văn Trường trước tình huống bóng khó. Hà Nội vẫn còn hy vọng trong set này. Người phát bóng là Xuân Đức. Vị trí số 3 là Kitty Thát. Đường truyền không thực sự khớp nhịp. Chắn bóng tốt. Nhưng tình huống tấn công bất thành này khiến cho Hà Nội bỏ lỡ cơ hội áp sát đối thủ. 23-20. Cây chuyền 2, Nguyễn Văn Thành lại được đưa vào sân thay thế cho Tiến Công. Sự điều chỉnh ở vị trí chuyền 2 của Hà Nội. Bóng giật mép lưới nhưng hàng sau của Hà Nội ứng biến tốt và có điểm. Bóng bật chắn ra ngoài sau pha tấn công ở vị trí số 2 của Lý Văn Trường. 21-23. Đường chuyền sau đầu rất đẹp của Nguyễn Văn Thành. Bước một không tốt. 22-23. Và được bước một hỏng của Văn Nam. Rất hồi hộp.
và đánh lên không thành công. 23 đều. Tinh thần chiến đấu tuyệt vời của Hà Nội. Họ đã gỡ hòa. Vẫn là những đường chuyền chưa thật sự đẹp. Văn Nam. Lần này thì là một đường bóng thuận lợi và Văn Nam mang về điểm. Và đánh chồng trước đó thì đường chuyền hơi thấp, đã làm khó số 7. Nhưng lần này thì bóng đẹp hơn và điểm cho thể công Tân Cảng, set point. Những cách biệt là rất mong manh. Đập rất mạnh. Nhưng thể công Tân Cảng thủ tốt và Văn Nam. Bóng ngoài theo xác định của trọng tài. Thể công Tân Cảng quyết định khiếu nại. Hãy chờ xem bóng có chạm chắn hay không. Rất hồi hộp. Bóng chạm chắn. Và thắng bại trong set đấu này được định đoạt trong gang tấc như vậy. Rất đáng tiếc cho Hà Nội. Họ đã dẫn 18-14. Nhưng rồi cuối cùng ở cuối set thì với sự tỏa sáng của Kitty Thai và Văn Nam ở những điểm số quyết định thì thể công Tân Cảng vươn lên dẫn 2-0. Một set đấu rất hay. Nhưng lúc này thì Hà Nội đang thực sự gặp khó rồi. Bây giờ chúng ta sẽ đến với set đấu thứ 3. Hà Nội đã ở trong thế chân tường. Một set đấu mà Hà Nội đã chơi rất hay ở quãng đầu. Có những lợi thế và cơ hội để gỡ hòa. Nhưng rất đáng tiếc là họ không tận dụng được. Ở quãng đầu set 3 thì thể công Tân Cảng sử dụng cây chuyền 2 giàu kinh nghiệm Xuân Thanh. Năm nay thì cây chuyền 2 Công Đức bắt đầu được chuyển chính khá nhiều. Và tấn công rất hay ở vị trí số 3. Tình huống đánh nhanh rất tốt của Hà Nội. Quang Thành ghi điểm. Đội thắng trong cặp đấu giữa thể công Tân Cảng và Hà Nội sẽ là đối thủ của biên phòng của bán kết. Đường cắm sân của Kitty Thad
giá trị của Kitty Thad được thể hiện trong quãng cuối của set 2. Nói gì thì nói, việc không có ngoại binh cũng là một thiệt thòi lớn. Và ngày hôm nay thì Hà Nội cũng thiếu vắng tuyển thủ quốc gia Vũ Ngọc Hoàng. Trọng tài xác định bóng chạm chắn. Dừng trên không và chéo sân rất đẹp của Nguyễn Văn Quốc Duy. Trận tứ kết thứ tư của tứ kết nam vòng chung kết giải bóng chuyền vô địch quốc gia 2023 sẽ diễn ra giữa Ninh Bình LP Bank và Hà Tĩnh. Tiếp tục là điểm cho Hà Nội. Tấn công nhanh của Xuân Việt. Được một tốt. Và điểm được ghi. Ba đều cho thể công Tân Cảng. Một pha đánh len rất hay. Sẽ lại là cú phát bóng của Nguyễn Văn Quốc Duy. Bóng ngoài. Ngày hôm nay thì những cú phát bóng của Nguyễn Văn Quốc Duy không có được hiệu suất tốt. Rất tốt. Đập rất hay. Phụ công mạnh tài ghi điểm cho thể công Tân Cảng. Đang là những điểm số qua lại ở giai đoạn đầu của set 3. Phòng ngự rất tốt của Quý Trì. Thể công Tân Cảng thủ rất lì. Kitty Thad. Cú đập từ hàng sau của Quốc Duy. Bóng bật chắn ra ngoài. 5-4 cho thể công Tân Cảng. Tranh chấp trên lưới và lại là điểm cho thể công Tân Cảng. Ở mùa giải năm ngoái thì thể công chỉ có được hạng 8. Đó là một kết quả chắc chắn là không thể làm cho họ hài lòng với một đội bóng rất giàu truyền thống này. Cho Hà Nội sau tình huống bước một không tốt của thể công Tân Cảng.
Ngày hôm nay thì hai trận tứ kết nữ cũng diễn ra và được phát sóng trực tiếp trên hệ sinh thái thể thao của VTV Cup và các nền tảng mạng xã hội liên quan. VTV Bình Điền Long An gặp Gelesimco Thái Bình. Còn Binh Chủng Thông Tin, Trường Tươi Bình Phước sẽ gặp Than Quảng Ninh. Lợi thế trong giai đoạn đầu set 3 đang thuộc về thể công Tân Cảng. Rất hay. Tấn công rất tốt ở vị trí số 3. Xuân Đức là người ghi điểm. Đập chồng được triển khai hoàn hảo. 6-8. Xuân Đức phát bóng. Pha đập rất nhanh từ tình huống sửa bóng của Xuân Thanh. Vũ Hòa ghi điểm cho họ thể công Tân Cảng. Lại là cơ hội cho thể công Tân Cảng. Nhưng tình huống chuyền bóng của Nguyễn Văn Quốc Duy đã làm khó cây chuyền hai Xuân Thanh. Ở cúp Hùng Vương giai đoạn 1 của giải bóng chuyền vô địch quốc gia thì thể công đã giành hạng 3 và để thua trước Sanet Khánh Hòa bán kết. Còn Biên Phòng là đội lên ngôi. Nếu như thắng trận này và tiến vào bán kết thì thể công sẽ gặp Biên Phòng. Tấn công rất uy lực của Nguyễn Văn Quốc Duy. Rất mạnh bằng tay trái ở biên 4. Bóng rút chắn và vẫn có điểm cho thể công Tân Cảng. Rất hay. Và đánh biên thu tuyệt vời. Xuân Việt là người ghi điểm. Đường truyền của Văn Thành cũng là rất đẹp. Phát bóng lỗi của Lý Văn Trường. Và phòng ngự tốt. Và tình huống tấn công từ hàng sau của Kitty Thát mang về điểm cho thể công Tân Cảng. Rất tốt, Nguyễn Văn Quốc Duy ghi điểm. Và tấn công rất quyết đoán, dù cho hàng chắn của Hà Nội cũng đã sẵn sàng. 13-9, Hà Nội có lẽ phải hội ý. Giáp chắn khá nhanh nhưng như vậy là chưa đủ.
và chắn đơn rất tốt. Lý Văn Trường, cơ hội tấn công cho thể công Tân Cảng. Văn Nam có điểm cho Văn Nam. Những tấn công trong tư thế không hề dễ một chút nào của số 7, nhưng anh vẫn mang về điểm cho thể công Tân Cảng. Rất tốt. Hướng đánh lao ở vị trí số 3. Cây chuyền 2 của Hà Nội là Nguyễn Văn Thành thi đấu khá ổn ngày hôm nay. Lại là Nguyễn Văn Quốc Duy. Quá mạnh. Bóng bật tay chắn đi ra ngoài. 15-10. Tiếp tục là pha phát bóng tấn công của Quốc Duy. Phá được bước 1 và đây là cơ hội cho cao thủ thể công Tân Cảng. Xử lý lỏng tay hỏng ăn của Kitty Thát. Quá tốt, tình huống đánh chồng hoàn hảo của thể công Tân Cảng. Lấy cơ hội vàng cho Hà Nội trong set đấu thứ 2 chính là thời điểm bước ngoặt của trận đấu. Nếu như Hà Nội thắng được set 2 thì đang có lợi thế dẫn điểm lớn, thì chúng ta sẽ được chứng kiến phần còn lại của trận đấu khó lường hơn. Đường chuyền sau đầu rất hay của Văn Thành. Lý Văn Trường mang về điểm cho Hà Nội. Bóng giật mép lưới nhưng vẫn xử lý được bước 1. Cú đập uy lực của Quốc Duy nhưng Hà Nội thủ tốt. Vẫn còn cơ hội cho thể công Tân Cảng, vị trí số 3. Muốn đánh nhanh chưa thực sự ăn khớp, nhưng mạnh tài vẫn có thể mang về điểm cho thể công Tân Cảng. Mười bảy, mười hai. Bước một không đẹp nhưng vẫn còn cơ hội tấn công. Lại là Văn Thành từ hàng sau, là cú đập của Đức Thuận. Pha gõ bóng rất cảm giác của Kitty Thát nhưng bóng ngoài. Kitty Thát thực sự là một tay đập có khả năng bao quát và luôn đưa ra những quyết định rất sắc. Điểm được tính cho cao thủ thể công Tân Cảng, 18-13. Chúng ta có thể thấy Kitty Thát đánh hay là vậy, nhưng với sự cạnh tranh rất lớn ở đội tuyển quốc gia Thái Lan thì anh cũng chưa có nhiều cơ hội, dù cho cũng đã là một trong những cầu thủ thi đấu rất ổn định ở Thái League 2 mùa vừa qua. Nguyễn Văn Quốc Duy, một quyết định đánh khó của Nguyễn Văn Quốc Duy, và điểm cho Hà Nội 14-18. Lại là Quốc Duy.
Văn Thành phòng ngự tốt. Libero Vũ Văn Cao đã cứu bóng thành công. Cơ hội cho Hà Nội. Hàng sau. Phòng ngự rất hay. Quốc Duy không được. Đẩy bóng sang sân không thành công của Nguyễn Văn Quốc Duy. Thể công Tân Cảng cần thận trọng một chút. 15-18 và quyết định hội ý của huấn luyện viên Thái Anh Văn là hợp lý. Sau trận đấu này thì trận đấu giữa Ninh Bình, LP Bank và Hà Tĩnh, trận tứ kết thứ tư của vòng chung kết giải bóng chuyền vô địch quốc gia nội dung nam sẽ diễn ra vào lúc 19:30, tiếp tục được phát sóng trực tiếp trên kênh On Sport và các nền tảng mạng xã hội liên quan như kênh YouTube Trực Tiếp Bóng Chuyền hay kênh YouTube On Sport Plus. Kính mời quý vị khán giả cùng chú ý đón xem. Lệnh lao rất hay và điểm cho thể công Tân Cảng. Lần hội ý để sốc lại sự tập trung. Và phát bóng tấn công không thành công của Kitty Thát. Nhưng tất nhiên là thể công Tân Cảng vẫn cần những người như Kitty Thát hay Nguyễn Văn Quốc Duy để có thể hy vọng phá được bước một của đối thủ trong một ngày đẹp trời như những gì mà Lý Văn Trường vừa làm được. Một điểm ace. Cú phát bóng về phía tay trái của Văn Cao. Lần này thì Lý Văn Trường đã phát bóng hỏng. Có một điểm ace thì cũng trả lại cho đội bạn một điểm. 20-17. Điểm tính cho cao thủ thể công Tân Cảng. 21-17. Vào cuối set thì Hà Nội luôn gặp vấn đề với bước 1. Đường chuyền sau đầu rất hay đã loại được hàng chắn của thể công Tân Cảng. Và cú đập chống chảy của Lý Văn Trường mang về điểm cho Hà Nội. Nhưng Hà Nội cần chắt chiu điểm vào thời điểm này. 22-18. Lê Đức Thuận là người đã mang về điểm số thứ 22 cho thể công Tân Cảng. Lại là pha phát bóng của Nguyễn Văn Quốc Duy. Rất uy lực. Nhưng bước một tốt. Hàng sau của thể công Tân Cảng không kịp phản ứng với pha xử lý bóng lỏng vừa rồi. Rất hay và triển khai tấn công hoàn hảo. Và Nguyễn Văn Nam ghi điểm thứ 23 cho thể công Tân Cảng. Cây chuyền hai trẻ hơn là Phan Công Đức lại được đưa vào sân trong những điểm cuối.
thay thế cho đội trưởng Xuân Thanh. Phòng ngự một tay tốt từ Nguyễn Văn Quốc Duy. Kitty Thát. Hàng thủ của Hà Nội chơi hay. Cú đập bóng bật tay chắn ra ngoài. Đức Quang mang về điểm cho Hà Nội. 20-23. Xuân Thanh lại vào sân. Tấn công ở vị trí số 3 Hồng Ăn, nhưng vẫn còn cơ hội. Hàng sau là Văn Nam nhưng chưa có điểm. Bỏ nhỏ tốt. Và xử lý rất tỉnh táo của Đức Quang. Thể công Tân Cảng chưa thể chạm tới game point, chắc là match point. Họ sẽ sử dụng quyền hội ý. Hai điểm để thể công Tân Cảng kết thúc trận đấu. Và đó cũng là khoảng cách để Hà Nội bắt kịp đối thủ. Phát bóng hỏng. Những cú phát bóng hỏng khiến cho Hà Nội mất điểm rất đáng tiếc ở cuối trận. 3 match point cho thể công Tân Cảng. Đây là cơ hội cho thể công Tân Cảng. Kitty Thát chưa được. Bám chắn. Hà Nội vẫn đang ở lại với trận đấu. Nhưng thể công Tân Cảng lại có cơ hội. Và lại là Kitty Thát. Bóng hơi khó, hơi ngửa. Nhưng Kitty Thát nói rằng như vậy là đủ rồi. Chứng đó là đủ để anh có một cú ra tay chất lượng cao để kết thúc trận đấu. Chiến thắng với tỷ số 3-0 cho cao thủ thể công Tân Cảng. Đội bóng được đánh giá cao hơn đã kết thúc trận đấu với 3 set trắng. Như vậy là thể công Tân Cảng sẽ tiến vào trận bán kết và trở thành đối thủ của Biên Phòng